Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Má cà rông kia, ôi không, mau bắt cô ấy, là cô ấy cắn em bơ. Tại mình đói bụng quá chứ bộ. Tớ cảm nhận được cô ấy qua bên đó. Đuổi theo mau. Sao mình có thể quên hộp máu được nhỉ? Rồi luôn, mình toi rồi. Tiếng động gì vậy? Có ai đó đang hét thì phải. Ôi tội nghiệp, mình phải giúp cô nàng. Theo tớ nè. Cái gì? Đi đâu cơ? Trông đẹp đấy, nhưng mình không thích chỗ ẩm ướt. Nhanh lên nào. Úi, làm sao cậu thở được? Tới đây, đồ khát máu. Cô ấy đâu rồi? Vừa mới ở đây mà. Đi tìm đi. Vâng, thưa sếp. Mình đang ở đâu đây? Ma cà rồng đang làm gì ở đây vậy? Ai đó? Bình tĩnh, cậu sẽ an toàn khi ở cùng chúng tớ. Với ai cơ? Ồ, xinh đẹp quá đi, thật lộng lẫy. Nhân tiện thì anh là Sebastian. Giọng buồn cười thật. Đây là định mệnh. Úi, mình có răng nanh, chứ đâu có mang. Anh sẽ cứu em. Ta sẽ hôn nàng và nàng sẽ tỉnh dậy. Chờ đã, phóng điện vẫn tốt hơn. Sẽ khiến cô ấy tỉnh lại ngay. Cô nàng không cần phóng điện, mà là cần một tình yêu. Ta sẽ cứu cô ấy. Người cần giúp đỡ là ông đấy, tóc bạc. Người đang nói với ai thế, Sebastian? Ôi, đàn ông thật là. Chắc chắn phải có mang ở đâu đó. Tìm thấy rồi. Màu hồng chắc sẽ hợp với cậu ấy. Giờ chúng ta chỉ việc đeo nó cho cô nàng. Cô nàng sẽ ổn thôi. Không giống Sebastian tội nghiệp. Đoán trước còn gì. Ổn hơn rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người là ai? Đây là Poseidon. Xin chào. Còn đây là Sebastian. Xin chào tình yêu của anh. Cái gì vậy? Đây là mang. Gia đình chúng ta muốn nhận nuôi cậu. Nhưng cậu phải trở thành nàng tiên cá. Trò vui phết. Cảm ơn. Nhưng mà tớ sẽ về nhà. Ôi, đây là bi kịch. Trái tim tôi tàn nát rồi. Tớ vẫn chưa sống dưới nước bao giờ. Cô gái răng nanh đó đâu rồi? Chúng ta phải tìm và ngăn chặn cô ấy. Hay da. Thật ra thì tớ chưa từng sống dưới nước bao giờ. Nhưng tại sao lại không thử chứ? Trở thành nàng tiên cá để sống cùng mọi người. Hoan hô. Vậy thì hãy tiếp tục màn lột xác thôi. Mục tiêu tiếp theo trong danh sách là răng. Chúng ta bắt đầu khám răng cho cháu nhé. Ngồi lên ngai vàng đi, Bia. Vài phút nữa thôi, nụ cười của cháu sẽ giống hệt nàng tiên cá. Đợi một chút đã. Ý của ngài là gì? Giống hệt nàng tiên cá là sao? Tức là không có răng nanh. Đợi tí. Úp, bắt đầu thôi nào. Há miệng ra đi. Ôi không, hình như dụng cụ này không đúng lắm. Giờ thì đúng rồi nè. Nhưng cháu không muốn rời xa răng nanh của mình đâu. Nếu cháu muốn trở thành tiên cá, cháu phải làm vậy. Ouch. Úi, sao lại cắn? Vết cắn của cháu vẫn là má gà rồng. Ôi, xin lỗi, cháu không cố ý đâu. Không được rồi. Ai sống trong lâu đài dưới biển thế kia? Úi, xin lỗi. Ồ, giờ thì cháu có vết cắn đúng rồi đấy. Tuyệt vời. Nụ cười triệu đô của cháu đã sẵn sàng. Cảm giác thật khác lạ khi không có răng nanh. Không sao, khi nào về nhà mình sẽ trồng cặp mới. Gì vậy? Xem nào. Đây là bản đồ kho báu. Dracula thân mến, đi tìm kho báu thôi nào. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Hy vọng là đi đúng hướng. Tưởng bản đồ kho báu đơn giản hơn. Đợi một chút, hình như mình đi nhầm đường rồi. Mình cần rạn san hô Great Barrier. Ồ, loài sinh vật đáng ghét này. 12, 13. Kho báu phải ở đây mới đúng. Bản đồ này là giả. Đợi đã, là nó mà. Không thể tin được. Mình sắp giàu to rồi. Chà, chúng ta có gì đây? Kim cương hả? Kho báu của mình đâu rồi? Anh là kho báu của em yêu. Hả? Lại là anh. Em đi đâu vậy? Nàng Mia xinh đẹp. Trái tim anh mãi mãi là của em. Đồ cua ngu ngốc. Ố, Aileen, xin chào. Đến lúc trang điểm thành nàng tiên cá rồi nè. Kiểu trang điểm của cậu chẳng hợp tẹo nào. Màu đen. Không, nàng tiên cá không bao giờ dùng màu tối và buồn tẻ. Chúng ta dùng mấy màu này. Hãy bắt đầu thôi. Được rồi, chúng ta sẽ cần thứ này. Được rồi, cầm giùm nha. Tớ có một thứ trong túi make up nè. Ồ không, không phải. Cũng không phải cái này luôn. Sai rồi, cái này tớ không dùng được. Thực sự là có mọi thứ trong mọi dịp. Nhưng không phải đồ mà mình đang cần. Mình vừa mua gói mới cơ mà. Hy vọng chúng ta không cần thứ này. Tìm mãi, chúng đây rồi. Khăn tẩy trang yêu thích của tớ.
Cậu sẽ thích cho xem, chúng hoàn hảo cho làn da nhạy cảm đấy. Còn có thể dưỡng ẩm và làm mới màu da của cậu nữa. Nhìn xem. Không còn xanh xao nữa. Và bây giờ, điều quan trọng nhất là trang điểm tươi sáng sành điệu. Không tệ nha. Tớ thích các xu hướng trang điểm dưới nước của cậu. Thêm vài đồ trang sức nữa, ngọc trai sẽ hợp với cậu đấy. Thật bất thường với macaron, nhưng đẹp mà, phải không? Bây giờ là bước cuối cùng. Hãy dùng cọ một chút. Wow, tớ có vảy nè. Giống hệt một nàng tiên cá thực sự. Cảm ơn cậu Aileen. Thêm một bột nữa là xong. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu về loài cá heo. Cần phải loại bỏ mắt của macaron. Mình thích mắt màu đỏ tươi này, nhưng hình như nó đang làm tớ mất hứng. Thôi, cứ đợi vậy. Chán quá. Aileen sẽ không quay lại. Mình sẽ cố sửa màu mắt. Tôi có thể làm một việc. Đừng sợ là được. Úi, cái này không phải kiểu mắt mình muốn. Phải thử lại mới được. Mình sẽ chọn màu đơn giản hơn. Cái này sẽ hợp. Ê, khó chịu thật. Nhưng có vẻ đẹp hơn rồi. Aileen sẽ thích cho xem. Cẩn thận, tớ có hai con cá răng đao nè. Chúng đến để giúp chúng ta. Đợi đã, cậu chỉnh màu mắt rồi hả? Ngầu vậy. Thật khó để tìm được ngôn ngữ chung với họ. Tớ muốn thử kiểu gì đó tươi sáng hơn. Tớ có thể trở thành một con samurai. Ngài Poseidon, Aileen nói ngài có thể giúp được. Nghe đây, cháu cần thay đổi kiểu tóc của mình. Wow, kiểu này chắc được nhỉ. Lựa chọn tốt đấy. Ngài đang làm gì vậy? Thư giãn đi, cháu muốn bộ tóc giả đó mà, phải không? À vâng, nhưng tại sao lại là cần câu? Chúng ta sẽ câu bộ tóc giả của cháu bằng mồi. Úp, giờ thì chờ thôi. Kiên nhẫn là chìa khóa. Cha, mình sẽ không bao giờ hiểu được thế giới dưới nước này. Ít ra thì đồ uống của họ rất ngon. Câu được rồi. Kéo, kéo mạnh lên, Poseidon. Wow, đẹp thật. Cảm ơn ngài. Có gì đâu. Và màu sắc này rất đậm. Nó hợp với cháu phải không? Shh, làm ơn im lặng. Được rồi, ngài câu cá vui vẻ nha. Tóc đã sẵn sàng rồi. Đợi đã, chuyện này là sao nữa? Thú vị đấy. Sau đêm nay, nàng ấy sẽ không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của mình. Xin chào, nữ thần. Hãy để phép thuật bắt đầu. Cái quái gì vậy? Shh. Lại là con cua đáng yêu này. Sau bữa tối này, cô nàng sẽ không nói nên lời. Mời ngồi. Được rồi, em có hơi đói. Anh có món quà nhỏ dành cho em đây. Anh và em cùng nhau thành một cặp vợ chồng hạnh phúc. Cái gì? Được rồi, em sẽ ăn một miếng thôi. Mở ra đi. Yêu, kinh quá. Em mất hứng thú ăn rồi. Lát nữa trả tiền nha. Nào, cứ tự nhiên đi, bé yêu của anh. Cảm ơn, không cần đâu. Em có cả đĩa đây nè, quá đủ rồi. Đây là những con sâu đắt tiền nhất ở đại dương trung này đó. Nhom nhom, yêu. Chắc là máu của chúng kinh tởm lắm. Đây là món ngon yêu thích của anh. Ừ, em có định ăn nó không vậy? Anh có muốn thêm mấy con sâu tươi này không? Vậy thì bắt lấy nè. Ôi, mình nên ra khỏi đây thì hơn. Nặng quá trời vậy. Đẹp hơn rồi á. Mia, tặng cậu nè. Wow, tớ thích quà lắm. Cảm ơn cậu. Cái gì đây? Không thể nào. Tớ sắp có cái đuôi thật rồi nè. Vẫn chưa hết đâu. Còn có cả cái cưa nữa. Tuyệt phải không? Không tuyệt nha. Không. Chẳng có nàng tiên cá nào mà không có đuôi cả. Dừng lại. Không còn cách nào khác đâu. Cứu. Sẵn sàng phục vụ. Để em yên nào. Ôi mẹ ơi. Sẽ không đau đâu. Cậu sẽ thấy. Được rồi, cứ thư giãn đi. Nếu họ cắt đuôi của cậu rồi khâu chân vào thì cậu sẽ thấy sao hả? Đây, chúng ta xong rồi. Quá trình biến đổi gần hoàn tất. Ồ, nhầm bên rồi. Nằm xuống nào. Ha ha. Ồ, bây giờ cậu đã có cái đuôi. Cậu thấy sao? Ồ, tớ thấy kỳ lạ quá. Wow, cậu làm được rồi nè. Thực sự không đau chút nào cả. Thêm một mục nữa đã hoàn thành. Cậu sắp thành nàng tiên cá rồi. Ai sống trong lâu đài dưới biển thế kia?
Ồ, cháu đến để lấy quần áo phải không? Kiểm tra bên trong đi, có thể sẽ tìm thấy gì đó phù hợp. Ôi, chắc là có nhiều bộ đồ lộng lẫy lắm. Cháu sẽ đi thử. Wow. Anh vui quá đi, anh được mời làm ban giám khảo. Này, mọi người thấy trang phục quả chuối thế nào? Trông ngon tuyệt. Hợp với cháu đây. Nàng tiên cá đâu có mặc đồ đó. Tớ là một quả chuối. Cái gì? Buồn quá vậy. Wow. Piu piu. Mọi người thấy sao? Anh nghĩ không được. Rất phong cách. Thích lắm. Cấm nhện trong đại dương của ta. Ngài ấy quá nghiêm khắc. Được rồi, mình sẽ tìm bộ khác. Còn thích mà. Bộ ấy mặc gì cũng đẹp hết trơn. Anh nói đúng đấy, Sebastian. Mọi người thấy thế nào? Trông thật lộng lẫy. Aileen quay lại nào. Ồ, trông thật Gucci. Chà, không biết nữa. Mình cần phải xem xét kỹ hơn. Phải cân nhắc giữa ưu điểm và nhược điểm. Ồ, xin chào. Các bạn thích trang phục nào của Mia nhất? Rất mong chờ thấy được câu trả lời của các bạn trong phần bình luận bên dưới video này. Được rồi, nhìn em thật rạng rỡ. Ôi, em yêu của anh. Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào đẹp hơn em. Những chiếc răng nanh và đôi mắt đỏ rực. Vẻ ngoài ma cà rồng của em đánh cắp trái tim anh. Chúng ta sẽ là một cặp hoàn hảo. Nhưng giờ em là nàng tiên cá. Có rất nhiều nàng tiên cá trong thế giới dưới nước. Và chỉ có một ma cà rồng thôi. Em đã phá hỏng mọi thứ. Tội nghiệp Sebastian. Làm thế nào giúp anh ấy đây? Biết rồi. Chào em gái, chị muốn em gặp một người. Này, Patty, em ấy không thở nữa rồi. Ồ, Phil, giờ thì ổn rồi. Cố lên, em sẽ thích anh ấy. Này, Sebastian, đây là bạn thân nhất của em, Patty. Chào Patty, anh là cô Sebastian. Em thật đặc biệt, không giống ai ở đây cả. Anh ấy thật hài hước, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Chúng ta tiếp tục nào. Cảm ơn mọi người, nhưng cháu phải đi đây. Patty xinh đẹp của anh. Ý em nói anh là nhất sao? Ồ, dừng lại đi. Chúng ta chụp ảnh kỷ niệm nào. Ý tưởng tuyệt vời, đây sẽ là ảnh gia đình của chúng ta. Được, đợi một chút, cháu tới đây. Chờ ta một chút. Ồ, máy quay đã sẵn sàng. Nào, mọi người nói rong biển. Tạm biệt các tình yêu, cháu sẽ luôn nhớ mọi người. Ma cà rồng đó đâu rồi? Có vẻ như mình an toàn rồi. Bắt lấy cổ. Mẹ ơi, cô nàng không giống ma cà rồng. Cho tớ xem răng nào. Hy vọng họ không nhận ra. Không, không phải cô ấy. Tìm tiếp nào, đi theo tớ. Phiêu, hình ảnh nàng tiên cá có tác dụng đấy. Wow, tìm thấy ma cà rồng chưa? Hiểu rồi, không tìm thấy gì. Chán thế, giờ mình bắt nạt ai đây? Ồ, tìm thấy một ứng cử viên sáng giá rồi. Ôi không. Im lặng nào. Ai đây ta? Cái cặp dễ thương nha. Nhẹ quá đi. Úi, đi đâu mất tiêu rồi? Chuồn nhanh ghê. Mình đâu cần đống rắc rối này đâu. Ngay nào. Mở ra. Chỉ cần cầm cự tới lúc vào học thôi. Mình làm được mà. Ủa, cái gì đây? Là cái đuôi sao? Ai đang câu cá trong trường hả? Phải lội ra mới được. Được rồi. À! Bình tĩnh. Bên ngoài kia nguy hiểm lắm. Không cần dọa mình đâu. Ha, bắt được gà con rồi nha. Bạn mới là gà đó. Mình là tiên cá. Ồ, bạn sẽ hối hận. Nếm thử phép thuật đại dương nè. Ồ, đáng sợ thật. Hả, cái cạn. Ôi mẹ ơi, mình thành cua rồi. Ồ, không thở được. Bạn đỉnh quá đi. Được rồi, mình đi đây. Nhưng mình, nếu như mà mình đi cùng bạn nha. Không tệ. Đỏ nguy hiểm. Tóc mình rối quá đi. Thế thì không được. Oh. Mình không hiểu gì hết trơn. À, muốn ăn hả? Xà lách. Không. Hay là... Oh. Muốn chơi hả? Nè, chơi Barbie của mình đi. Bạn ấy đang muốn cái gì vậy ta? Này, các bạn, giúp mình với. Bình luận nha. Bạn ấy đang bị làm sao vậy? À, mình hiểu rồi.
để mình làm phép. Màn xuất hiện trên cổ nhân vật chính rồi. Cuối cùng, bạn ấy có thể thở dưới nước được rồi. Tuyệt, bạn đoán ra rồi, bạn đỉnh thật. Cũng đâu có khó đâu, nhờ khán giả hết đó. Nhìn nè, chiếc lọ kia. Bên trong có cái gì vậy? Xem nào, thần bí quá đi. Cách để trở thành tiên cá. Bước đầu tiên, làn da hoàn hảo như của mình. Để xem nào, nhìn đi, đống mụn này là không thể chấp nhận được rồi. Mình phải làm sao đây? Mình có phương thuốc này hay lắm. Mình chuyên về thẩm mỹ đó. Bắt đầu với... Ủa, đâu rồi ta? Đây rồi, mặt nạ mắt. Mát quá đi. Bây giờ thì phải xông hơi và dưỡng ẩm nữa. Đúng đúng, như thế này. Đủ rồi. Bước thứ ba là làm sạch bụi bẩn. Máy hút kỳ diệu này sẽ giúp chúng ta đấy. Đợi một chút nha. Như thế này. Ups. Và hô biến. Nhìn lại cái kinh khủng trước đây và cái tuyệt vời bây giờ. Mặt của mình phát sáng luôn. Một bước gần hơn với ước mơ rồi. Nghĩ đi Ethan, nghĩ nào. Làm gì đây? Nhớ lại những gì ông đã dạy cho mình nào. Mùa câu đến rồi. Hả? Tiên cá không thể để móng tay xấu như thế này được. Bạn cần phải làm móng tím hay là xanh. Chọn đi nào. Mình thích cả hai. Vậy chúng ta sẽ sơn tay bên phải bằng màu xanh của biển xanh và màu của giông bão. Thật xinh tươi rực rỡ, như của nàng tiên cá vậy. Bước cuối cùng là trang trí và thiết kế. Đợi mình chút nha. Ồ, con cá ngựa kìa, đáng yêu thật. Làm cả bàn tay luôn được không? Nữa, nhiều hơn. Tay này nữa. Lấy đi, mình không phiền đâu. Bình tĩnh nào. Nhìn xem nè, thiết kế đỉnh thật. Trông mình giống các bạn chưa? Tuyệt thật đấy, rất đẹp luôn. Ups, bất ngờ đấy. Đến giờ vứt rác rồi. Vụ này lạ quá. Ồ, cắn câu rồi. Nặng đấy. Thôi nào. Ups, cô ấy vứt rác cho mình. Cái mùi hôi thối gì đây? Bụng của mình. Tiếng ùng ục gì vậy? Mình muốn ăn. Chuyện nhỏ thôi. Lên bữa trưa nào. Đây nè, một đĩa rong biển. Mình không biết ăn rong biển đâu. Mình bệnh mất. Sao vậy? Ngon mà. Được rồi, vậy thì sẽ gọi đồ ăn của con người cho bạn. Để mình xem. Giao đồ ăn. Đến những nơi không ngờ. Hình như định vị bị sai rồi. Giao đồ ăn trong nhà vệ sinh hả? Sao mà trong này hôi quá vậy? Bạn đúng là người mình cần. Hả? Ui, con cua. Quá dễ. Yêu, lâu lắm rồi không giặt cái này. Giờ mình phải đi xử lý nàng tiên cá tinh nghịch thôi. Lẽ ra họ phải đến rồi chứ ta. À, giao hàng đến rồi. Nhanh đấy, đợi một chút để mình đi lấy tiền. Cát, mùi của cá. Có vẻ như mình đến đúng nơi rồi. Xem nào. À, cái vỏ ốc đã biến mình thành quái vật. Mình đến rồi đây, tiền boy cho bạn nè. Ủa đâu rồi ta? Nhanh ghê. Hay là ở sau cái ghế? Hết giờ rồi. Không. Đừng làm vậy. Có vẻ như cậu ấy đã triệu tập một đàn cá piranha đang đói. À, mình chuồn đây. Đi đâu đó? Mình lại phải dọn dẹp nữa hả? Cá ơi, các bạn bị triệu tập nhầm rồi. Mình xin lỗi nha. Được rồi, bạn thôi run rẩy được rồi đó. Ra đây đi. Bạn chắc chứ? Phiêu, mình giúp được gì không? Càng của bạn sẽ có ích đấy. Chúng ta phải xử lý quả đầu này. Bạn làm nổi không? Nhâm nhâm nhâm. Mình cần làm gì? Bạn ấy không thể trở thành tiên cá nếu không có kiểu tóc xanh điệu. Dễ ẹ. Tháo cái nón ra nào. Không. Ăn burger không? Ăn chứ. Có vẻ như cái nón này lâu lắm rồi không được cởi ra. Yêu, hơi bù xù ha. Được rồi, vào việc thôi. Vua bậc thầy xin được phục vụ. Mình sẽ dọn sạch kể cả cái đầu khó nhằn nhất. Phần khó nhất đã xong. Chúng ta làm gợn sóng nha. Được. Cái xoắn này buồn cười quá đi.
Đừng nghi ngờ, bạn sẽ trở thành người đẹp thật sự. Nhắm mắt lại và lắc một chút nào. Wow, thật rực rỡ. Xứng đáng được một like. Bước cuối cùng, chúng ta cần phụ kiện theo chủ đề để hoàn thiện kiểu tóc này. Đây, và cả đây nữa. Thêm một bước đến gần ước mơ. Wow, y như tiên cá thật vậy. Đẹp thật đấy. Mình phải cảm ơn bạn. Ôi, đừng có phù phép nữa. Rồi đó, bạn có tay trở lại rồi nha. Mau làm gì đi, bạn ấy nghẹt thở rồi kìa. Cầm lấy bong bóng nè, nhanh trở về đất liền đi. Tạm biệt, tụi mình sẽ nhớ bạn. Ôi, chuyến phiêu lưu đâu phải lúc nào cũng có thể thành cua rồi biến lại đâu. Bồn cầu, tóc, quang hô, mình lại thành người rồi. Ồ, đẹp trai thật đấy. Ngắm mãi không chán luôn. Này, bước tiếp theo là gì? Trang điểm, mình cần thêm độ sáng. Phải, bạn cần một bách mỹ phẩm. Nhìn kìa. Ôi, con cá tội nghiệp, bị mắc vào lưới rồi. Phải thả chú cá nhỏ ra thôi. Thở đi, cá ơi, thở nào. Cố lên, đừng bỏ cuộc. Mời về với gia đình đi nha. Và cái lưới đánh cá này sẽ có ích đấy. Trùm bạn lại, thêm một ít phấn, biến hình hoàn toàn luôn. Trông giống tiên cá hơn rồi. Nhưng còn thiếu gì đó. À, đúng rồi, chiếc đuôi. Tiên cá mà không có đuôi thì sao được. Nghĩ lại nào. Ô, nhìn nè, bằng bàn tay là nhanh nhất. Mình sẽ dán chân lại với nhau. Bạn thấy sao? Thật luôn. Không biết bạn ấy có bơi được mét nào không nữa. Mình sẽ cố gắng. Phải tìm cách khác thôi. Đừng buồn. Như mọi khi, vỏ ốc phép thuật sẽ có ích. Giá như... háo hức quá đi. Cái này không được. Giờ thì sao? Kỳ quá đi. Phép thuật hoàn toàn thất bại. Các bạn, like nhiều hơn nào, để tụi mình thành công. Wow, tốt hơn rồi. Thử lại lần nữa nào. Tuyệt vời. Là chiếc đuôi thật. Đẹp quá đi. Cuối cùng mình cũng thành tiên cá rồi. Với đuôi, lớp trang điểm và tóc, chúng ta làm được rồi. Nhờ bạn cả đây. Chúng ta giống nhau thật. Chắc bạn cũng khác rồi phải không? Mình có đồ uống cho bạn đây. Cho thì mình nhận. Để mình thử. Vị thú vị quá đi. Không, đừng vậy mà. Ước gì được ngủ thêm chút nữa. Rồi, đến giờ dậy thôi. Lạ ghê, sao căn phòng im lặng đột ngột vậy? Ôi, Aileen, em làm sao vậy? Dậy đi nào, em gái. Mình không hiểu. À, đúng rồi, mình đã đóng băng đồng hồ. Vậy nên thời gian dừng lại luôn. Thôi nào, ấm lại đi. Cái này sẽ phải... Aileen! Ồ, chị Mia, có chuyện gì vậy? Em thấy lạ quá, có chuyện gì hả? Không có, đâu có chuyện gì đâu. Chuẩn bị học bài thôi nào. Ai, rồi một ngày chúng ta sẽ bên nhau. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Anh ấy thật lạnh lùng, thật ngầu. Không giống như ngồi sào sáng chói kia. Ray nóng bỏng của em tốt hơn nhiều. Không, anh chàng lạnh lùng của chị tốt hơn. Không đúng nha. Em muốn đánh nhau phải không? Thôi nào, chị không thắng được em đâu. Đánh lạc hướng tốt đấy. Nhân tiện thì chị đi tắm trước đây. Hả? Em trước mà. Ai... cảm ơn chị đã mở cửa cho em. Không, thật bất công. Đúng là cáo già. Thôi, ta đợi vậy, ngài Craxel. Sao mà lâu quá đi. Trả nhà tắm cho chị đó. Cuối cùng cũng được tắm. Ui da, nóng. Sau này em sẽ nung chảy tay nắm cửa cho xem. Lần tới mình sẽ đóng bằng cánh cửa trước. Rồi bạn tôi, đến lúc tắm thư giãn rồi. Bơi vui vẻ nha. Nước thế nào rồi ta? Ôi không, nóng quá đi. Chị Mia, em quên làm nguội bồn tắm. Chị ơi. Ôi đừng vậy mà, chị Mia. Nhanh nào, phải có tác dụng. Mong là không quá trễ. Đến lúc rồi. Mia, chị có sao không? Chắc không sao. Em sợ quá đi. Em tưởng em đã nung chảy chị mãi mãi. Đừng có để nước nóng trong bồn lần nào nữa đó. Chị đói bụng quá đi.
mau ăn bữa sáng thịnh soạn thôi. Em sẽ làm bánh mì kẹp yêu thích của em. Phil, sao em ăn được vậy? Với sự thỏa mãn, nó ngon mà. Yêu, chị không nghĩ vậy đâu. Chị bắt đầu bữa sáng với cà phê đá. Thế này ngon nè. Và rất lạnh nữa. Chị Mia có thể uống đá. Còn mình thì có ớt sừng xinh đẹp đây. Một trái thì không đủ với mình. Để làm được món bánh kẹp ngon nhất thế giới, thì bạn cần dùng nhiều ớt sừng nhất có thể. Như thế này nè. Nhưng mà vẫn còn thiếu cái gì đó. Em quay lại ngay. Đừng có động vào bánh của em đấy. Chị không dám nghĩ đến đâu. Chào buổi sáng con gái. Ba thấy các con gái chăm sóc cho ba, rồi còn làm bữa sáng cho ba nữa. Các con giỏi lắm. Nhầm 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 nhầm. Không, ba ơi, đừng. Ừ, nói chung thì ba mới vừa nuốt nham thạch hả? Trời ơi, em lấy thêm sách cà rồi nè. Ba à, chạy mau chị Mia. Đứng lại. Mau dọn dẹp nhà thôi. Đúng vậy, sẽ làm ba bớt giận. Nhanh nào, lấy cây lau bụi đi. Mong là có tác dụng. Ba à, có chuyện gì vậy? Mấy con nghỉ sao? Mà nhân tiện thì mấy giờ rồi, sao còn chưa đi học? Tụi con không đi được, bên ngoài đang có bão tuyết. Ba thấy chưa, ngoài đường đầy tuyết. Ba không đi hay lái xe đi được đâu. Đúng đó ba. Bão tuyết hả? Rõ ràng rồi, ba hiểu con mà con yêu. Nhưng Mia à, ba thấy hình con đang làm ảo thuật trong gương kìa. Không phải con. Kế hoạch tốt vậy mà. Sao chúng ta lại quên tấm gương được chứ? Ngưng chiêu trò đi. Bà Trèm đã quá hiểu hai con gái phi thường của ông rồi. Trường học đang đợi con kìa. Đến giờ đi học rồi đó. Con biết rồi. Và đừng quên mang chụp tay đó. Các con không muốn bệnh đâu, phải không? Xin lỗi nha, Aileen. Chị tưởng là ba sẽ không phát hiện và tụi mình sẽ được ở nhà. Nhưng đừng lo, chị có mang dù theo nè. Nó sẽ giúp chúng ta. Ôi không, không giúp được rồi. Sao chị không ngừng cơn bão tuyết lại? Dừng lại khó hơn tạo ra. Sao em không làm thời tiết ấm lên đi? Em không muốn chị bị lộ năng lực. Còn chị thì... Ai... Thôi được rồi, chúng ta đã thất bại. Ô, Ray kìa. Cậu chàng đẹp trai nhất trường. Này, chị ấy nghĩ mình đang làm gì vậy? Bất chấp tất cả sự khác biệt, nhưng Mia và Aileen có nhiều điểm chung hơn so với vẻ ngoài. Họ đều yêu cùng một chàng trai. Ôi, ngón tay của mình. Thôi được rồi, mình không từ bỏ dễ dàng vậy đâu. Vẻ đẹp băng giá của mình sẽ làm mê hoặc anh ấy. Này, Ray. Mia, trông cậu tuyệt thật. Cái gì? Mình cũng có thể làm được. Mình còn đẹp hơn nữa. Có vẻ như sắp có cuộc chiến thực sự giữa lửa và băng rồi. Ai sẽ giành được sự chú ý của Ray đây? Mia băng giá hay Aileen nóng bỏng? Ray và chị đang nói chuyện mà. Đúng rồi, đã từng. Và giờ anh ấy sẽ nói chuyện với em. Không, tôi chỉ còn nhiều chuyện để nói mà. Không nha chị, xin lỗi mấy cô gái, tôi đi trước đây. Đấy, anh ta chạy rồi. Tất cả là tại em. Có vẻ như hai chị em đều thua rồi. Thầy triết học mới hài hước thật. Cái gì đấy? Mình mới mua mà đã hết mực rồi sao? Không, viết không ra rồi. Mấy cậu, có ai còn dư viết không? Bài giảng nào của thầy cũng vui hết. Cậy viết sao? Cậu muốn gì cũng được. Ôi không, mình hết rồi. Xin lỗi Ray nha, mình cũng không có. Khoan, chị Mia, em có ý này. Cái gì? Mình sẽ biến cây viết thành than đóng băng. Ồ, xong rồi. Đây Ray, cậu có thể dùng cái này để viết. Ôi, tụi mình hơi quá tay rồi. Hơi thôi hả? Chắc không đâu. Nhưng mà vẫn được, cảm ơn nha. Ít ra thì mình cũng có thể làm bài. Bài nghiên cứu chỉ còn nhiêu đây thôi sao? Sao lại có chuyện này được? Chỉ là cảm xúc nóng bỏng của Aileen dành cho Ray hơi khó kiểm soát thôi. Mia có thể có bản tính tiết chế, nhưng ngay cả người hướng nội nhất cũng khám phá được nghệ sĩ nội tâm trong lòng là khi họ đang yêu. Ai đấy? Chào cậu Mia, mình vào được không? Không làm phiền cậu chứ. Ray, chào. Tất nhiên, cậu vào đi. Đợi mình một tí, mình có mua cái này. Còn gấu bông, cậu tốt bụng thật. Tặng cho mình hả? Hả? Không, mình mua tặng cho em gái của cậu. Không, không đời nào. Aileen, mình tặng cậu cái này nè. Wow, cảm ơn cậu. Không được, trả chị, đây là của chị mà. Tại sao? Ray tặng cho em mà.
Không, là của em. Của chị. Không, của em mà. Của chị. Nó là của chị. Của chị, của chị, của chị. Không, không, gấu bông của chị. Ray của chị. À, phiêu, chỉ là mơ thôi. Thật ra là ác mộng thì đúng hơn. Chị có sao không? Chị ăn cái này không? Không hả? Chị nói đó nha. Chị mới gặp ác mộng, nhưng mừng nó chỉ là giấc mơ thôi. Đúng là câu chuyện hay, nhưng chị tiếc cho tảng băng kia. Nó bị cả con tàu đâm phải. Đúng, em không thích xem phim lắm, nhưng mà bộ này cũng khá hay đấy. Giờ em mở mắt ra đi. Ray, em đang bay này. Cảnh em thích nhất nè. Thật là cảm động. Em không thể coi mà không khóc được. Đúng là tình yêu. Đúng vậy. Ôi không, ly cacao ấm rồi, em uống không? Không. Ôi, chị mơ được cảm giác như họ vậy. Em cũng muốn nữa. Này, nó hết rồi, để em sửa cho. Dân cuộc phim nào cũng có năng lực như Aileen. Ai lại từ chối bức rang nóng hổi khi họ đang xem bộ phim yêu thích chứ? Này, nhâm 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 nhâm, ngon thật đó. Cảm ơn em gái. Không có gì, em nghĩ nhiêu đây đủ rồi. Đủ rồi. Những cảm xúc này làm chị thèm ăn quá. Em nấu con gà này nha. Không thành vấn đề, cho em vài giây. Chúc ngon miệng. Sao chị ăn hết được? Được rồi, để em ăn giúp cho. Ủa, sao máy tính tắt rồi? Em muốn coi hết bộ phim mà. Oops, hình như máy tính bị nóng quá rồi. Chị mong là nó không chín luôn, để chị làm nó nguội cho. Em thề là em không cố ý đâu.